Hôm nay mình sẽ làm bánh mứt sầu riêng. Để làm món bánh này á, thì đầu tiên các bạn phải nướng một cái bánh bông lan cơ bản. Đây là cái bánh mình đã nướng rồi. Cách làm thì rất là đơn giản, các bạn xem tiếp thì sẽ biết cách làm. Đây là bánh bông lan cơ bản, chỉ có 4 trứng thôi. Trước khi bắt đầu làm bánh thì mình sẽ mở sẵn lò nướng 335 độ F. Nguyên liệu để làm cốt bánh gồm có 4 quả trứng. Trứng này thì các bạn nhớ bỏ ra ngoài cho nó về nhiệt độ phòng. Tiếp theo là cake flour. Cake flour này thì trong công thức mình chỉ sử dụng 1 cup. Ngoài ra thì mình còn có đường để mình đánh bông trứng nè. Đường này thì là đường cát trắng bình thường thôi. Và cuối cùng thì mình có vanilla và muối. Vanilla thì các bạn có thể thay bằng vỏ chanh cũng được, sẽ làm bánh rất là thơm. Bánh này thì mình sẽ nướng ở trong khuôn tròn 6 inch. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái tô trộn bột thật là lớn và đập hết 4 quả trứng vào. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê vanilla nguyên chất và một nhúm muối nhỏ. Tiếp theo nữa là nửa cup đường. Sau khi cho đường thì các bạn có thể mang qua máy để đánh được rồi. Với hỗn hợp trứng như thế này thì mình sẽ đánh từ tốc độ thấp đến cao trong vòng 15 phút. Nếu như mà sau 15 phút các bạn kiểm tra trứng chưa đạt thì các bạn có thể để tốc độ vừa đánh trong vòng 5 phút nữa. Trong khi để máy đánh trứng thì mình sẽ đi chống dính ra mấy cái khuôn trước khi nướng bánh. Mình chỉ phết một lớp dầu ăn mỏng như thế này thôi. Nếu như mà các bạn không có thích phết dầu ăn thì có thể bôi một lớp bơ, sau đó rắc một lớp bột mỏng. Bây giờ mình sẽ rây từ từ một cup cake flour vào. Các bạn chia ra từng phần nhỏ xong rồi rây vào từ từ thôi nha. Sau khi rây bột vào thì mình sẽ dùng một cái phới. Mình sẽ dùng phương pháp fold, mình fold nhẹ từ dưới đáy lên cho hỗn hợp trứng với lại bột hòa quyện. Đó, các bạn làm từ từ như vậy thôi nè. Đây là hỗn hợp bột mình đã trộn xong, bây giờ mình sẽ đổ thẳng vào mấy cái khuôn mình chuẩn bị luôn. Mấy cái khuôn này thì mình có phết một lớp dầu để chống dính rồi. Nếu như mà các bạn không thích dùng dầu thì các bạn có thể dùng một lớp bơ và bột mì. Bây giờ mình sẽ đổ hết số bột vào trong khuôn thử coi. Nếu mình đứng được hai khuôn thì mình chia ra hai khuôn, còn nếu mà bột chỉ đổ một khuôn thôi thì mình đứng hết trong khuôn này. Chắc là mình sẽ nướng hết trong một khuôn thôi. Còn dơ một ít mình sẽ đổ nó vào trong cái khuôn giấy này.
khi đổ bột ra khuôn á, thì mình bỏ vào lò mình nướng luôn, các bạn không có cần phải đập khuôn hay gì hết. Lò nướng này thì mình đã mở sẵn nhiệt độ 335 độ F rồi. Mình bỏ khuôn vào trong các giữa nha. Bánh này mình sẽ nướng trong vòng 30 phút. Bánh nướng được 30 phút rồi nè mọi người ơi, mình sẽ lấy bánh ra nha. Wow, màu vàng đẹp quá nè. Ta-da, may mà không có bị trào ra. Bây giờ mình sẽ ấp ngược để cho nó nguội, xong rồi mình lấy nó ra khỏi khuôn. Bên này là cái bánh nhỏ nè các bạn. Bánh nhỏ này thì mình nướng ít thời gian hơn, tại vì nó chín nhanh á. Còn cái bánh lớn này thì nướng đúng 30 phút luôn á, là mặt nó vàng đẹp vậy luôn. Sau khi đã nướng xong cốt bánh thì tụi mình sẽ bắt tay vào làm bánh mousse sầu riêng nha. Đầu tiên thì mình đã có cốt bánh rồi nè. Tiếp theo tất nhiên là các bạn cần sầu riêng rồi. Ở trong cái hộp này á, thì thường nó có 2 muối, nhưng mà mình đã cho Donut ăn thử 1 muối rồi. Còn 1 muối này vừa đủ để làm bánh luôn. Tí nữa mình sẽ cân coi thử là cái muối sầu riêng này bao nhiêu gram nha. Cái này thì cũng nhiều lắm á, đủ để làm bánh. Tại vì ở trong cái muối này thì nó không có hột đâu. Mình cầm thấy cũng nặng tay, chắc cỡ 200 gram á các bạn. Ngoài ra thì mình cần sữa dừa. Các bạn có thể thay thế bằng sữa tươi cũng được, nhưng mà nhà đang có sẵn sữa dừa nên mình dùng sữa dừa này luôn. Và cuối cùng là kem tươi. Kem tươi thì các bạn mua loại heavy whipping cream này nè. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu nghiền nát cái sầu riêng này. Sau đó mình sẽ bỏ sữa vào. Sầu riêng này thì mình mua đông lạnh nên trước khi làm mình đã rã đông nó rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ nó ra. Đó, các bạn thấy không? Này là 200g á, hoặc là 220g, tại vì một cái hộp này là 1 pound 450g. Đây, mình ăn hết cục, còn cục là cỡ 225g á các bạn. Giờ mình sẽ dùng một cái nĩ mình nghiền nát nó với lại 200ml sữa nha. Mình sẽ đông sữa vào trong cái cốc đông này. Đây là 200ml sữa. Các bạn cho hết sữa dừa vào trong đây luôn. Rồi mình nghiền chung với lại sầu riêng cho nó nát ra. Sầu riêng này thì rất là dễ nghiền, các bạn không có cần phải dùng máy xay đâu. Sau khi trộn đều sầu riêng với lại sữa thì mình sẽ đi ngâm gelatin để cho nó nở ra. Để ngâm gelatin thì các bạn chuẩn bị một ly nước như thế này, cần một ít nước thôi. Với công thức này thì mình cần khoảng 5g gelatin. Mình sẽ rắc từ từ vào trên mặt nước để cho nó tan. Các bạn đừng có rắc nhanh quá nghe, nó sẽ dễ bị vón cục. Sau khi cho hết bột gelatin vào thì các bạn dùng muỗng khuấy đều nha. Mình sẽ dùng luôn cái muỗng nãy mình khuấy sầu riêng, mình khuấy đều gelatin lên luôn. Bây giờ mình sẽ để yên ở đây 5 phút để cho gelatin nó nở ra. Trong khi đó thì mình sẽ đi chuẩn bị cái cốt bánh. Cốt bánh bông lan này thì các bạn để cho nó thật nguội rồi cắt đôi ra. Mình sẽ cắt nó ra thành 2 tầng. Nếu như mà không có cái đồ cắt sẵn như mình thì các bạn có thể dùng dao cắt cũng tiện. Đây, ta-da, đây là bên trong cái bánh. Bây giờ mình để mở ra như thế này để nó nguội hẳn nha. Trong khi đó thì mình sẽ đi đun chảy gelatin. Bây giờ mình để cho nó nở được 5 phút rồi nè các bạn. Giờ mình bỏ vào lò vi sóng, mình quay khoảng 30 giây thôi là nó tan ra hết à. Gelatin đã tan hết rồi các bạn ơi. Mình sẽ trộn hết số gelatin này vào trong cái hỗn hợp sầu riêng. Hỗn hợp sầu riêng này thì mình mới trộn thêm một chút xíu màu vàng vào cho nó lên màu đẹp. Này mình còn phải trộn chung với lại kem tươi đánh bông nữa, nên nếu như mà màu vàng nó nhạt quá, đến khi mà trộn với kem tươi đánh bông thì nó không có lên được màu gì hết.
Cái này các bạn thấy mình còn để từng miếng sầu riêng lợn cợn không? Đó, như vậy khi mà ăn á, xong rồi mình ăn chúng nguyên một miếng sầu riêng bự. Bây giờ mình sẽ cho kem tươi vào trong cái tô này và bắt đầu đánh bông. Với nhiêu đây sầu riêng á, thì mình sẽ dùng 300ml kem tươi. Đây, sẵn cái hộp này cần hết mình cho hết vào luôn. Tiếp theo để mà cân bằng cái hương vị nó không bị lạc quá cũng không bị ngọt quá thì mình sẽ cho thêm một chút xíu đường. Các bạn nhớ nên thử cái hỗn hợp sầu riêng của các bạn coi nó có bị ngọt quá không để các bạn gia giảm đường ở bên cái kem tươi này nha. Cái hỗn hợp sầu riêng của mình thì nó ngọt vừa rồi nên mình sẽ chỉ cho một chút xíu đường vào trong cái hỗn hợp kem tươi này thôi để nó không có bị lạc quá. Ở đây thì mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh nha. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng máy đánh bông cái số kem tươi này lên. Đầu tiên thì mình sẽ để máy ở chế độ thấp nhất. Mình sẽ đánh với chế độ này trong khoảng 30 giây, sau đó mình sẽ tăng tốc lên. Khi mà các bạn úp người cái tô kem tươi nó không có bị chảy ra là được. Rồi. Kem tươi như thế này là được rồi này các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho khoảng 1/3 lượng kem tươi vào trong cái hỗn hợp sầu riêng. Xong rồi mình khuấy đều trước. Các bạn không có cần phải phô hay là gì hết, cứ khuấy thoải mái. Sau khi các bạn trộn đều rồi thì các bạn đổ hết cái hỗn hợp sầu riêng này vào trong cái tô kem tươi luôn. Các bạn thấy còn sầu riêng lợn cợn ngon không? Này mình làm nhà ăn nên mình làm vậy cho nó chất lượng. Bây giờ mình sẽ trộn nhẹ nhàng cho cái hỗn hợp này nó thật là hòa quyện, sau đó mình sẽ đổ ra khuôn thôi. Sau khi trộn đều thì các bạn có thể nếm thử coi nó đã vừa ăn chưa. Đây là cái hỗn hợp kem tươi đánh bông với lại sầu riêng mình đã trộn đều lên. Trước khi cho hai lớp bánh này vào trong khuôn thì mình sẽ phết lên trên một ít sữa. Mình sẽ cho một lớp kem mỏng vào trước khi cho lớp bánh đầu tiên. Các bạn không có cần phải cho nhiều kem đâu, chủ yếu là mình giữ cho cái bánh nó ẩm á. Bây giờ mình sẽ cho lớp bánh đầu tiên vào phần giữa của cái khuôn. Đó. Tiếp theo mình sẽ đổ kem cho ngập cái phần bánh luôn. Cái khuôn này hơi lùn, chắc là mình chỉ làm được một lớp. Bây giờ mình sẽ cắt bớt cái giấy nến đi để dễ đậy lại cho vào tủ lạnh. Mọi khi mà làm loại bánh này mình thường làm trong cái ly nhỏ cho nó dễ ăn. Nhưng mà hôm nay bày vẽ quay phim nên muốn làm cho cái bánh bự bự vậy. Hy vọng là không bị bể dĩa. Rồi, giờ mình lấy mắt mình đậy lại nha. Còn dư một lớp bánh thì mình sẽ làm vào trong một cái khuôn nhỏ như thế này. Đổ hết phần kem sầu riêng còn lại lên luôn nha. Cái này quá trần luôn, các bạn có thể làm khuôn 8 inch cũng được. Cái này bỏ vào trong cái khuôn thủy tinh cũng đẹp, mình thấy rõ được lớp bánh và lớp kem luôn. Bây giờ mình lấy nắp mình đậy lại xong rồi mình bỏ vào tủ lạnh luôn nha.
Bây giờ mẹ Hằng sẽ khui cái sữa đậu nành này cho Donut uống thử. Sữa đậu nành Vitamil. Cái này hình như là hồi nhỏ ở Việt Nam mình hay uống, nhưng mà mỗi lần không có mua nhiều đâu, chỉ mua vài chai xong rồi uống hết, lại đem cái chai thủy tinh này đi đổi nè. Cái này là của Thái Lan nhưng mà mình thấy như là cái vị của nó cũng giống như cái loại mà mình uống ở Việt Nam. Ngon không Nít? Dạ ngon. Nó giống sữa đậu nành mẹ làm không? Dạ có một chút thôi. Có một chút giống thôi tại vì nó có đường. Sữa đậu nành mẹ Hằng làm cho Donut uống không có bỏ đường. Ngon á. Cái này ngon béo. Ngon béo hả? Đây là bánh mưu sầu riêng sau một đêm trong tủ lạnh này các bạn. Nó đông lại rồi. Wow. Mình gỡ ra luôn nha. Mình lót giấy vậy á, khi mình gỡ ra mình lột ra thôi. Các bạn coi nó đông lại rồi, nó không bị tràn ra nữa nè. Mời các bạn ăn bánh sầu riêng nha. Thì mình cắt ra thử. Dẹp ra cái giấy này qua một bên. Ta-da! Một miếng bánh sầu riêng thì nó có một nửa bánh, một nửa kem. Mời các bạn ăn bánh sầu riêng. Wow, ngon quá nè. Cái này mà các bạn thích ăn dạng pudding không thôi thì các bạn khỏi làm lớp bánh luôn cũng được. Ăn cái kem này không thôi cũng đã ngon rồi. Bạn nào mà ghiền sầu riêng á, làm cái bánh này ăn bảo đảm ghiền luôn. So try not to hold me down, feel alive.